Giờ mình sẽ bỏ những con cua vào nha. Xem con bí bí nhà mình nhau vào thịt cua hoặc cá nó. Ban đầu tiên cua phải cá nó chưa ăn. Giờ nó có ăn không nha. Cô thích ăn cá nha. Tiếng của mình lại thôi. Thả nhẹ nha, con cá thả nhẹ nha chứ mi mình.
con hùm răm. Thank you.